Sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức thì theo quy định của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, thì cụ Trần Văn Hương chính thức lên thay vị trí Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày nắm quyền, cụ Trần Văn Hương phải nhường lại vị trí Tổng thống cho Dương Văn Minh. Và cuối cùng, với cương vị Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, Dương Văn Minh đã tuyên bố quân lực Việt Nam Cộng hòa phải buông súng đầu hàng Cộng sản Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Việt Nam Cộng Hòa chính thức sụp đổ và rơi vào tay Cộng sản sau hơn 20 năm tồn tại và gây dựng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Vào thời khắc ngày tàn, Trần Văn Hương thốt lên những lời chăn chối cuối cùng khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Kính mời quý vị nhấn đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi và nghe về tiểu sử của vị Tổng thống già này. Ông Trần Văn Đính, thứ nam của cựu Tổng thống Trần Văn Hương, kể lại những ngày cuối cùng của cụ Trần Văn Hương tại Sài Gòn cũng như câu chuyện liên quan đến tướng Đặng Văn Quang. Ông Trần Văn Đính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phụ tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiều năm, từ 1965 đến 1975. Theo sự trình bày của ông Trần Văn Đính, ông bà Trần Văn Hương chỉ có hai người con trai. Người con lớn là Trần Văn Giói, sinh năm 1924 nhiều người như các ông hứa hoành, Huỳnh Văn Lang đã ghi lầm là Trần Văn Giỏi vì cụ Hương đã có một người em ruột tên Giỏi. Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường College de Cantho, ông Giỏi bỏ học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Hồ Chí Minh qua Pháp dự hội nghị phong tên Nơ Bồ trở về tới Vũng Tàu, ông Giỏi theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gửi theo học trường lục quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu lấy họ mẹ sau này tham gia trận điện biên phủ với cấp bậc đại úy công binh là đảng viên Cộng sản. Theo tài liệu, ông Dõi sau khi biết thân phụ mình là Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã trình sự việc lên ông Ung Văn Khiêm là Tổng trưởng Nội vụ miền Bắc thời đó. Về phần cụ Hương cũng đã xác nhận với tình báo Hoa Kỳ về chuyện cụ có một đứa con trai bên kia giới tuyến. Một thời gian lâu sau khi Cộng sản vào Sài Gòn, ông mới được phép đem gia đình vợ tập kết và hai con. Một trai một gái vào gặp cha, và ít lâu sau dọn về ở với cụ Trần Văn Hương tại số nhà 216 Phan Thanh Giản sau này đổi lại Điện Biên Phủ. Con trai ông dõi hiện làm việc tại Việt Nam Cộng Hòa và cô con gái hiện sống ở Hungary. Sau khi cụ Trần Văn Hương qua đời năm 1982, ngôi nhà này được chính quyền cho phép bán, chia cho gia đình em gái út cụ Hương và gia đình ông dõi. Ông Trần Văn Dõi đã qua đời năm 2011 tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Người con thứ nhì là Trần Văn Đính, sinh năm 1925, chính là người sống với cụ Trần Văn Hương, làm phụ tá đặc biệt cho cụ từ năm 1965 cho đến trước ngày bàn giao chức vụ Tổng thống cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4, 1975. Thời đệ nhất Cộng Hòa, năm 1955, trước khi cụ Trần Văn Hương theo lời mời của Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra làm đô trưởng Sài Gòn chợ lớn thì ông Trần Văn Đính đã tự túc xuất ngoại sang Anh Quốc. Ông đã học và làm việc tại London đều 3 năm, Paris Pháp 2 năm và Frankfurt Tây Đức 5 năm. Cuối năm 1964, khi cụ Trần Văn Hương lên làm thủ tướng lần thứ nhất, ông đã được gọi về như một người thân tín, sống gần gũi, giúp thân phụ làm phụ tá đặc biệt. Ông lập gia đình tại Sài Gòn với một người mà ông đã từng gặp tại Paris 6 năm về trước. Ông bà có hai người con, trai là Trần Bảo Danh hiện sống tại Oregon và gái là Trần Thủy Vân trong tấm hình chụp với ông nội trên trang báo này. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ tổng thống lại cho cụ Trần Văn Hương. Trước tình hình căng thẳng tại Sài Gòn, ông Trần Văn Đính muốn thu xếp cho vợ con rời Việt Nam và ở lại bên cạnh cha, nhưng cuối cùng cụ Hương không đồng ý đã hối thúc con trai rời Việt Nam cùng với gia đình. Năm 2005, ông Trần Văn Đính có về Việt Nam và có gặp anh là Trần Văn Dõi, nhưng ông cho biết anh em xa nhau đã lâu ngày, lại khác chí hướng, không mấy hứng thú để trò chuyện. Hiện nay ông bà Trần Văn Đính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mô home hôm thuộc thành phố Huntington Beach. Vì con trai ở xa và cô con gái đã mất năm 1997 vì chứng ung thư máu. Trong tiểu sử của cựu Tổng thống Trần Văn Hương, không ai nghe nói đến cụ bà đệ nhất phu nhân cũng như trong suốt thời gian cụ Hương làm việc trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Không ai biết đến bà Trần Văn Hương làm gì ở đâu. Ông Trần Văn Đính cho chúng tôi biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên vì không hợp tính và phần cựu Tổng thống Trần Văn Hương không muốn có đàn bà sen vào việc nước. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hương mới dọn về ở đường công lý và mất vào đầu năm 1975. Chúng ta cũng đã biết trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi người Mỹ quyết định bỏ mặc cho Việt Nam Cộng Hòa tự chiến đấu chống Cộng sản, Đại sứ Ma Ẩn của Hoa Kỳ đã chính thức gặp Tổng thống Trần Văn Hương và mời Tổng thống rời khỏi nước. Nhưng Tổng thống Trần Văn Hương đã khẳng khái trả lời. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu. Tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Cụ Trần Văn Hương đã lui về căn nhà 216 đường Phan Thanh Giản. Tại đây cụ sống với vợ chồng người em gái út cho đến lúc qua đời. Theo ông Trần Văn Đính, đây là căn nhà mà năm 1969, khi rời chức thủ tướng để trao chức vụ này cho ông Trần Thiện Khiêm, không có nhà ở, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cấp cho ông. Tuy mang số 216, đây là một căn nhà nhỏ hẹp, nằm sâu trong hẻm, sau lưng nhà của ông Trần Ngọc Liễng, loại nhà cấp cho các bộ trưởng nhưng vì nhà đã lâu năm, cũ kỹ, xuống cấp, không ở mặt tiền, bị mọi người trên nên mới còn lại. Chính cụ Hương đã từ chối lời đề nghị cho sửa sang lại vì sợ tốn công quỹ, do đó, ngôi nhà còn yên sau 1975, không bị cảnh sát chiếm như những căn khác, nhưng báo chí cảnh sát cho rằng vì lý do nhân đạo nên ngôi nhà này không bị tịch thu sau năm 1975, cụ Trần Văn Hương được trợ cấp tem phiếu hạng E dành cho một cựu tổng thống ngụy. Nhưng theo lời ông Trần Văn Đính thì cụ Hương không có hộ khẩu vì không làm đơn xin phục hồi quyền công dân như cụ đã nói. Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi. Chính vì thái độ này mà cụ bị quản chế, không hộ khẩu, làm sao có tem phiếu, ông Đính nói cựu Tổng thống Trần Văn Hương không bao giờ ra khỏi nhà, úm đau, không những sống đạm bạc mà còn thiếu thốn. Người chăm sóc tận tình cho cụ chính là người em dễ sống với cụ. Theo lời một người cháu cụ kể chuyện với nhà văn hứa hoành, đã có lúc cụ giao cho bà em ra chợ bán một củ sâm đại hàn cụ còn cất giữ và những bộ đồ vest để lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Cụ qua đời vào ngày 27 tháng 1, 1982 nhằm ngày mồng 3 Tết, hưởng thọ 80 tuổi, hải cốt được hỏa thiêu. Cụ Trần Văn Hương đã hai lần làm thủ tướng, phó tổng rồi tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi trong một hoàn cảnh, gần như bị quên lãng. Cách mạng tháng 8 1945 nổ ra, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, do ông biết lực lượng Việt Minh là Cộng sản và quy trục cho nhiều trí thức là Việt gian rồi đem thủ tiêu nên ông, bỏ về quê sống ẩn giật và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp và Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, sau này là quốc gia Việt Nam. Sau đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó, ông lập đảng Phục Hưng, nhóm họp một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau Hiệp định Geneva năm 1955, ông ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm một thời gian ngắn. Sau đó, ông từ chức để phản đối chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm thời đệ nhất Cộng Hòa. Năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm tự do tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravel thường được gọi là nhóm Caravel chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi đứng đầu nổ ra, nhóm đã tuyên bố ủng hộ. Vì thế ông cùng 17 vị nhân sĩ nhóm Caravel bị chính quyền bắt giam. Trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao Trung Lãnh Vận. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị phe quân nhân đảo chính trong nội bộ, năm 1964, ông lại được cử giữ chức đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, ngày 4 tháng 11 năm 1964, Ông lại được quốc trưởng Phan Khắc Sở mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Nguyễn Xuân Oánh chuyển xuống làm đệ tam phó thủ tướng. Tuy nhiên chính phủ của Trần Văn Hương không tồn tại được lâu vì ngày 27 tháng 1 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ chính quyền dân sự và quốc trưởng Phan Khắc Sửu bị truất phế. Trần Văn Hương cũng bị bắt vào quản thúc một thời gian ở Vũng Tàu. Năm 1968, để tạo ảnh hưởng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra làm Thủ tướng lần thứ hai. Năm 1971, ông cùng Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ Phó Tổng thống nhiệm kỳ 1971 đến 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ông cũng chỉ nắm chức vụ trong vòng 7 ngày. Ngày 28 tháng 4, Ông đã trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lực lượng Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang tiến vào sát thủ đô Sài Gòn. Ông được xem là vị tổng thống áp chót của Việt Nam Cộng hòa. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận video mới mà chúng tôi đăng tải kỳ tới quý vị nhé. Kính chào quý anh chị. Khi các anh chị xem video, thấy có banner chạy chữ dưới mỗi video. Nếu anh chị cần đặt quảng cáo sản phẩm, thương hiệu bất kỳ ngành nghề gì trên video như vậy, hãy liên hệ số hotline trên màn hình của chúng tôi để đăng ký đặt quảng cáo anh chị nhé cảm ơn anh chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp